Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh. Thưa quý vị và các bạn, sau 14 tháng triển khai nhưng công tác giải phóng mặt bằng xây dựng dự án hạ tầng khu dân cư mới xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu làm khu tái định cư trong dự án xây dựng nâng cấp chợ đầu mối xã Đông Tảo vẫn chưa xong. Vẫn còn 8 trên 48 hộ dân có đất nằm trong diện giải tỏa đang kiến nghị nâng mức giá công trình chuồng trại và hỗ trợ sinh kế. Đây cũng chính là nút thắt khiến dự án chậm tiến độ. Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu được triển khai từ tháng 4 năm 2020. Theo quyết định số 890 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về duyệt kế hoạch sử dụng đất của huyện Khoái Châu ngày 31 tháng 3 năm 2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đã giao cho Ban quản lý đầu tư xây dựng dự án huyện Khoái Châu triển khai dự án trên địa bàn hai thôn Đông Kim và Đông Tảo Nam. Dự án có diện tích cần thu hồi là 2,4 ha. Với phạm vi ảnh hưởng là 48 hộ gia đình đang sử dụng đất nông nghiệp, 40 trên 48 hộ dân đã nhất trí các phương án hỗ trợ đền bù, 8 hộ làm vườn trại chưa bàn giao đất với lý do kiến nghị nâng mức hỗ trợ. Hộ gia đình ông Đỗ Văn Điều ở thôn Đông Kim có 900 m2 đất trang trại nuôi bò sữa là có tài sản trên đất, giá trị nhất và ảnh hưởng lớn nhất bởi cả gia đình gồm 6 người và 2 nhân công thuê mướn đang chăn nuôi 50 con bò sữa. Là bây giờ tôi làm hết 1,5 tỷ cái trại này, rồi tiền đất tôi chưa nói đến, thì bây giờ thu lại cả tiền đất cả tiền trại bây giờ chỉ được 400-500. Theo hồ sơ dự án cho thấy, hộ ông Điều, hộ ông Phạm Văn Phú ở thôn Đông Kim và 6 hộ khác ở thôn Đông Tảo Nam đã xây dựng trang trại từ những năm 2014-2015. Theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về hỗ trợ đền bù đất nông nghiệp, khi nhà nước thu hồi đất, cụ thể là tại chương 2 quy định về bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quyết định số 03 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, thì Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đã thực hiện đúng theo quy định. Trực tiếp từ tỉnh Quan là họp toàn bộ dân nhân dân trong có diện tích thu hồi, cũng có thông tin cho bà con nắm bắt hai hội nghị. Mà trong đó hội nghị đó thì Ủy ban xã gửi các thông báo của đề án, các hộ đã cầm thông báo. Qua gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng 8 hộ dân tại hai thôn nêu trên cho thấy việc hỗ trợ duy trì sản xuất, nguồn sinh kế cho nhân dân là yếu tố cốt lõi nhằm yên tâm, cần được chính quyền nơi đây quan tâm để giúp người dân ổn định cuộc sống. Ngoài ra, việc vận dụng các chính sách pháp luật để tạo điều kiện nâng giá hỗ trợ cao nhất trong khung quy định của tỉnh cho người nhường đất cần được các cấp chính quyền từ xã đến huyện Khoái Châu cân nhắc nhằm giải quyết thấu tình đạt lý, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Về cơ bản thì các hộ cũng đã đồng thuận chủ trương. Nó hộ ông Đỗ Văn Điều nó có cái trang trại chăn nuôi bò. Quan điểm thì ông cũng nhất trí khi việc chấp hành cái dự án, địa phương cũng tập trung tuyên truyền vận động, gặp gỡ các cái hộ chăn nuôi lợn gọi là bỏ không đấy, cái hướng là cũng sẽ chuyển nhượng theo cái giá thị trường phù hợp, cũng không tránh cái tình trạng là bắt bí bắt chẹt nhau, thì như thế là cũng đáp ứng được cái nhu cầu về chăn nuôi của gia đình. Xem cái hoàn cảnh cụ thể của từng người dân, từng hộ dân trong cái số ý để mình có những cái chính sách hỗ trợ cho phù hợp, ví dụ như là hỗ trợ về sức người, sức của, thế rồi là hỗ trợ về vật chất để cho người ta di dời. Nếu thu hồi mà không có cái tái sử dụng đất cho người ta hoặc là đầu tư trở lại cho người ta thì sau này người dân sẽ rất là khó khăn. Qua gặp gỡ trao đổi với đại diện chính quyền và trực tiếp làm việc với các hộ dân cho thấy, đến nay các vướng mắc khiến dự án hạ tầng khu dân cư mới xã Đông Tảo đã được Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đưa ra hướng giải quyết. Những phát biểu mang tính định hướng của các cấp lãnh đạo huyện Khoái Châu với 5 hộ dân trong diện giải tỏa đang chờ hiện hữu bằng văn bản có hiệu lực pháp lý. Để tháo nút thắt nêu trên, huyện Khoái Châu cần tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật và giải phóng mặt bằng và ý nghĩa dự án. Trên cơ sở quyết định số 03 của tỉnh về hỗ trợ đền bù đất nông nghiệp và vận dụng các yếu tố về sinh kế giúp các hộ dân yên tâm nhường đất hoặc trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế để thực hiện dự án. Có như vậy mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tính nhân văn của chính quyền nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, mục tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh kỳ này đã khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.